Hello, xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Hiện tại thì các bạn đang có mặt trong vườn lan sơ rá của mình tại thành phố Kon Tum. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lên một lô giả hạt, thì gồm có 8 cái dê giả hạt rời. Giá thấp nhất là 800, 500, xin lỗi các bạn, giá thấp nhất là 400, 500, 600, 800 và có 2 dê dài nhất, dài trên 1 mét là giá 1,2 triệu thôi. Còn lại mình có 2 cục nguyên bản, cục nhỏ là 700, cục lớn là gồm có 3 mâm là 1,7 triệu. Thì giờ để chi tiết thì mình sẽ vào từng giờ cho các bạn. Đầu tiên toàn bộ cái lô giả hạt ngày hôm nay là đều là giả hạt bóc rừng. Đó, các bạn quan sát cái rễ của nó này. Rễ nó mọc trong rừng tự nhiên, rất là dài. Đó, và nó ôm theo cái vòm cây cho nên nó, cái rễ nó ôm theo, nó khi mà nhổ ra nó có cái hình cong cong. Một số cái thì nó có cả rêu như thế này này. Đấy, đây, bám vào cái thân cây. Thứ hai nữa là toàn bộ những cái lô giả hạt hôm nay là đa phần là đều xuống lá hết rồi các bạn. Nhưng các bạn nhìn nó thấy rất là cằn cỗi. Nhưng mà chính vào cái giai đoạn này là cây giả hạt rất là khỏe, tại vì nó tích tụ đầy đủ dinh dưỡng trong thân nó rồi. Và chỉ chờ sắp tới là bung hoa, nảy chồi và ra rễ thôi. Các bạn trồng giả hạt trong thời này thì trong giai đoạn này thì rất là khỏe. Tại vì khi các bạn trồng vào thời điểm này, cây giả hạt nó chưa ra rễ, nó chưa bung chồi. Sau khi các bạn về vườn các bạn thì nó sẽ ra rễ, nó bung chồi tại vườn. Thì cây nó sẽ không bị xáo trộn nhiều, không bị bứt rễ, không bị héo mầm vân vân. Thì bây giờ mình sẽ đi từng dê. Dê số 1 là có giá 1,2 triệu đây. Là các bạn có một cái thân tơ dài, khá là dài, dài tầm 1m1, 1m2 gì đấy. Và nó đã xuống ngọn tự nhiên này các bạn. Tức là nó xuống lá, thắt ngọn. Thắt ngọn thì cái đầu ngọn nó sẽ tròn như thế này và có cái lớp lụa ở bao như thế này các bạn. Đó. Thằng này rất là khỏe. Và nó có 3 cái thân già. Các bạn có thể thấy cái cuốn hoa này rất là sai bông này. Tất nhiên mình chưa biết hoa nó như thế nào, nhưng mà nhìn vào đây thì các bạn thấy cái vết cuốn hoa không? Cự ly cuốn hoa rất là sát nhau. Đó. Có thể chúng ta thấy nó như cây củi, nhưng mà đến khi mùa nó ra hoa thì các bạn mới choáng. Đây là các cái mắt ngủ của nó đây. Đó. Như cây đây có 2 mắt ngủ này, 1 mắt trên thân tơ này. Đó. Và phía dưới này các bạn để ý, dưới này cũng có một cái mắt ngủ đây. Đó, mắt ngủ trên thân da. Nếu mà chúng ta tách 2 cái thân này ra thì nó sẽ nảy ra 2 cái mầm nhé. Rồi, cái dây số 2 bên cạnh thì mình cũng bán giá thanh lý là giá 1,2 triệu. Dây số 2 này các bạn có một thân tơ cũng rất là dài, dài tầm 1m1. Và bên cạnh đó thì các bạn có tới 6 cái thân già. 6 thân già này các bạn cũng còn khá nhiều mắt ngủ đây. Các bạn quan sát đây là mắt ngủ này, mắt ngủ rất là lớn. Đấy. Các cái mắt ngủ đây, thấy không? Và phía dưới này nữa. Đấy, mắt ngủ đây còn rất là nhiều. Ngoài ra, đây, bộ rễ của nó rất là hoành tráng. Đấy. Thân tơ của nó đây. Đây là thân tơ, là cái thân sẽ cho hoa nha các bạn. Đó, rất là dài. Đó, cây này cũng đã xuống lá rồi nè các bạn. Đây, cái đầu lá nè. Đầu lá nó rụng rồi. Rồi. Thì dê số 2 cũng có giá 1,2 triệu. Tiếp tục là cái dê số 3. Dê số 3 là một cái dê có cái bộ rễ rất là hoành tráng. Đó. Nó tự nhiên trong rừng nó như vậy luôn nha các bạn. Đó, người thấy chùm rễ không? Thằng số 3 này thì cũng đã xuống lá rồi. Và chiều dài của nó thì tầm khoảng 70 phân. Đó, cứ cho là 65 phân đi. Thân già của nó rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Cái thân già thì có tác dụng gì thì các bạn lưu ý. Chúng ta sau khi giả hạt nó ra hoa thì chúng ta phải giữ lại cái thân già. Tại vì thân già nó sau khi nhiệm vụ ra hoa xong thì nó sẽ có tác dụng là nó nuôi, nó phụ vào cái thân tơ để nó nuôi các cái mầm gốc. Đó. Nên sau khi ra hoa chúng ta cắt thân già đi là sai lầm, trừ khi chúng ta mà ươm kỳ thôi. Giờ số 3 có giá 800.000 nha các bạn. Rồi, mình qua về số 4. Số 4 là một cái dê có một thân tơ mình đang cầm trên tay đây. Đó. Nó thắt ngọn rồi nè các bạn. Đó. Thắt ngọn rồi nha. Đó, chiều dài của nó khoảng cũng tầm ngang với cái mầm số 3. Cũng tầm 60-70 phân gì đấy. Đó. Rất là cứng cáp các bạn. Cây càng cứng, càng khô ráo, càng cứng cáp thì nó sau này nó để chồi đâm mầm càng mạnh nha các bạn. Rồi, cây số 4 có giá là 600.000, bằng với rẻ hơn cây số 3 một chút. Đó. Rồi, cây số 5. Cây số 5 cũng đồng giá 600.000. Chiều dài nó bằng cây số 4 các bạn. Lá nó còn một vài lá, nó đã thắt ngọn rồi đây. Nhưng mà còn một vài lá nó đang chờ rụng thôi nha các bạn. Nó chờ rụng thôi. Đó. Cái rễ của nó thì có rất là nhiều rêu đây. Rêu nguyên từ rừng đấy. Đấy, mọi người thấy không?
Rồi, 600.000 cho cái dề số 5. Cũng chiều dài tầm 60-70 phân. À, qua cái dề số 6. Dề số 6 rẻ hơn dề số 5 chút, 500.000. Đó. Một thân tơ và ba cái thân da. Thân tơ nó rất là mập nè các bạn. Đó. Mập và đen thui. Rễ đây, thân rễ đây. Đó. Rồi số 6 500.000. Qua dề số 7, dề số 7 là cái dề xuống lá muộn, hiện tại nó đang còn xanh các bạn. Đó, chưa xuống lá luôn nha. Đấy. Chiều dài nó tầm 40 phân các bạn. 40 phân và chưa xuống lá, lá rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. À, còn cái dề cuối cùng là dề số 8. Dề số 8 cũng còn hiện tại đã thắt ngọn rồi đấy các bạn. À. Khi mà thắt ngọn thì cái đầu lá nhỏ nhất là sẽ gập lại được nha các bạn. Đó, nó thắt ngọn rồi đó. Chỉ có chờ rụng lá thôi, thậm chí về chúng ta bứt lá đi cho nó nhanh xuống cũng được. Rồi dề số 8 rẻ nhất 400.000. Rồi ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu tiếp hai cái dề nguyên bản. Cái dề nguyên bản số 1 đó các bạn. Đó, có giá là 1.700.000. Tại vì nó là một cái cây nguyên bản các bạn xem nè, nguyên bản trong rừng. Đó, hai cái cây, một cây lớn một cây nhỏ nó dính liền với nhau. Đó. Và trên thằng này thì tồn tại ba cái thân tơ. Thân tơ là thân sẽ cho hoa nha các bạn. Thân dài nhất khoảng 25 phân. Đó, hai cái thân con khoảng 15 phân. Ngoài ra nó có một số cái thân già. Cái thằng này về chúng ta chỉ việc treo và chờ nó ra hoa thôi. Chờ cái kiểu bonsai rất là đẹp. Cái này về chúng ta chỉ việc treo lên và tưới nước. Tưới nước hàng ngày thôi. Và không phải làm một việc gì khác hết. Hiện tại nó bám rất là ổn định. Đây. Mọi người thấy rễ của nó rất vĩ đại nha. Đấy. Nó đi rất là dài. Đấy. Mọc tự nhiên trong rừng nữa các bạn. Rồi cây này gọi là nguyên bản 1 nha các bạn. Giá 1.700.000. Rất thích hợp làm quà biếu tặng, đặc biệt là trong cái dịp xuân này. Rồi cái cây nguyên bản số 2 à, có giá 700.000. Các bạn có một cái thân tơ khoảng 30 phân. Thân tơ này đã xuống lá. Đây, xuống lá đầu tròn đầu rồi nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Và ngoài ra nó có một cái thân con khoảng 10 phân. Đây là một cái cây nguyên bản của nó này. Rễ nó len lỏi. Hai cây nguyên bản này rất là khỏe nha các bạn. Rồi, cây nguyên bản số 2 có giá 700.000. Và anh em nào mua cái cây nào thì các bạn chốt qua tin nhắn hoặc số điện thoại giúp mình nha. Và các bạn lưu ý hàng giải hạn bên đây rất là hiếm nha các bạn. Mình không có hàng để lấy luôn. Bà con đi rừng kiếm không ra giải hạn. Hiện tại giải hạn trong vườn nhà mình cũng đang bước vào giai đoạn xuống lá. Các bạn thấy lá vàng chưa? Đó, xuống lá hoàn toàn tự nhiên đấy. Xuống lá chờ ra hoa thôi. Đây, trên đây cũng vậy. Các cái thân rất là to, bắt đầu xuống lá. Đó, xuống lá rất là nhiều. Và chúng ta hóng mùa hoa mới nhé.